Motorcycles TV xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình có công việc mình ghé chỗ mấy bạn học viên để mình xem một số cái vấn đề về cái nắp lọc nhất rồi Winner. Thì mình có gặp một chiếc Winner X này của một bạn là từ Quảng Ngãi chạy vô, khá là hay. Bạn từ Quảng Ngãi bạn vô thành phố Hồ Chí Minh làm việc, sẵn bạn là fan hâm mộ, bạn muốn thay cái nắp lọc bên mình. Thì hiện tại thì anh Lâm là chủ cơ sở này có nhờ mình tư vấn với bạn giúp là về cái nồi chống trượt AC Slipper Clutch của Motorcycles TV. Thì mình cũng xin nói luôn với các bạn là lô đầu mình sản xuất 2.000 sản phẩm là đã có hàng rồi, đóng bao bì xong hết rồi. Nhưng mà do là mình gửi mẫu đi đăng kiểm, đi kiểm định chất lượng để mà biết được là tất cả những cái công bố của mình nó an toàn. Tại vì giống như là nước giải nhiệt, LRC hoặc là nhớt láp thì mình đều phải gửi mẫu đi kiểm định và đi công bố hết tất cả mọi thứ. Mình phải đi đăng ký mẫu cũng như là đi đăng ký công bố chất lượng tiêu chuẩn để mà mình có một con số về chuẩn an toàn đó các bạn. Thì cái nồi này cũng vậy. Thì ngày hôm nay mình khi mà mình vừa tính tư vấn với bạn thì mình thấy cái ban trên xe này nó cũng khá là hay, và cũng có nhiều bạn là cũng hỏi trên cái kênh của mình là về cái vấn đề là chiếc Winner nó gặp phải hiện tượng này là như thế nào. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ nói cho các bạn biết là cái vấn đề nó nằm ở đây. Anh Lâm có thể mời bạn chủ xe qua đây đi anh Lâm. Qua đây. Đây là bạn chủ xe, vô tình biết được em nó đồng hương quay luôn. Biết được cái nồi chống trượt và cái nắp lọc của anh lâu chưa? Em biết cũng khá là lâu rồi, từ trên YouTube với Facebook á. Là anh theo dõi anh lâu lắm. Theo dõi lâu lắm rồi. Dạ. Rồi ok. Thì giờ sẵn ở đây thì anh cũng chia sẻ luôn ha. Thôi giờ mượn anh Lâm cái đi, mình sẽ nhờ bên sản xuất trả lại anh ha. Cái này tặng em làm kỷ niệm. Dạ, tặng trước. Ở nhà có xe tay ga không? Có. Xe gì? Vision. Tặng tiếp luôn, Vision con tiếp. Tưởng nói xe nào hai tiếp, tặng hai tiếp, tại nói Vision. Thiệt thà quá. Rồi, thì giờ vậy. Đây nè, cái hiện tượng hai ống cùng rỉ cái nước. Thì giờ để đầu tiên anh nói về cái nguyên lý cho em hiểu. Là trên cái xe Winner á, là ngoài cái tản nhiệt bằng nhớt thì nó còn có một cái tản nhiệt bằng nước. Ok ha. Cái đây là cái cụm này, là trong này là cái cánh quạt tua bin bơm nước. Cái ống này là cái ống hồi từ trên cái van nằm ở trên xi lanh á, đầu cửa lát á, nó sẽ có một cái đường ra đây, đường ra ở đây, và nó có một cái van nằm ngay đó, thì cái ống này sẽ hồi về từ cái van đó. Trong cái trạng thái ban đầu gọi là làm ống ấm động cơ á, khi mà cái van hàng nhiệt nó chưa mở ra thì cái nước do cái cánh quạt này nó quay nè, nó chỉ luân chuyển bên trong cái ống này và ống này thôi, nó không có đi bất cứ đâu hết, nó không có đi bất cứ đâu về kết hết. Và khi cái van mở ra thì cái nước nóng á, nó mới theo cái đường ống nước nóng nó về kết bên này. Anh đã có video đó rồi. Và cái nước nguội, khi mà nước nóng nó về thì dĩ nhiên trong kết này thì nó phải đẩy nước nguội qua đây đúng không? Nó đẩy nước nguội vô đây, vô máy, và từ máy này thì nó sẽ theo cái đường bơm ở dưới chân lồng này, nó bơm lên cho cái lồng và tiếp tục nó luân chuyển ra cái lỗ này đi lên van, và nó luân chuyển liên tục vậy. Thì khi mà nhiệt độ động cơ nó ổn định sau khi nó tản nhiệt xong, ví dụ như là xe em chạy tốc độ cao thì gió nó sẽ thổi qua cái lưới này, hoặc là cái quạt em được kích hoạt, nó hút gió vô, quạt này nó không có thổi ngược ra đây nha, nó hút ngược lại, thì lúc đó cái kết này nó sẽ mát, thì nước nó sẽ lại được làm nguội, thì cái van nó sẽ khép lại từ từ và nó cứ giữ duy trì nhiệt độ. Còn khi nó nóng thì nó mở van, còn khi nguội thì nó khép. Thì ngoài cái van đó, đây nó có cái van nữa nè, đây cái van thứ hai nằm trên cái nắp đó. Cái van này là cái van gì? Cái van này có nhiều người gọi nó là cái nắp nước thôi, nhưng mà trong cái từ chuyên dùng để dễ hiểu á, thì nó gọi là cái van để duy trì áp suất bên trong cái két. Có nghĩa là khi mà nước nó sôi lên thì nó sẽ giãn nở, thì nó giãn nở ra thì cái thể tích của nó sẽ đi đâu? Nó sẽ đi theo cái ống nhỏ ở ngay cái nắp này nè, nó xuống dưới cái đáy của cái bình này. Nếu như mà cái này nó giãn nở ra mà ở một cái nhiệt độ gọi là nhiệt độ ổn định, không phải là độ sôi, thì nó không có dạng hơi mà nó chỉ là dạng lỏng. Còn trong trường hợp của em á, thì đây nó là hơi, chứ còn nước mà nó chảy ra đây mất nước rồi. Nước mà do bị thổi ron hoặc là cái nắp này hư á, mà nó thổi chất lỏng ra đây là mất nước rồi. Còn cái này là nó ra đây là dạng xương, và sau khi nó ra tới đây thì nó ngưng tụ, cho nên em thấy nó ẩm ướt ở chỗ này. Thì cái đó là do gì? Do em sử dụng cái loại nước mà cái độ sôi, độ ổn định của nó thấp. Anh ví dụ cái nước này của anh là Ethylene glycol, anh có công bố đây C40. Cái này anh đăng ký rồi, đăng ký mã vạch đồ hết rồi. Thì cái nước này của anh nó có 40% phụ gia, và cái điểm sôi của cái nước này của anh nó tới 140 độ. Mà thành ra là anh có theo dõi trong cái dữ liệu của Winner á, anh được biết động cơ này nó chỉ duy trì nguồn nhiệt từ 105 cho tới khoảng 110 độ thôi. Thì nếu cái nước này của anh 140 độ thì có nghĩa là không sôi. Em hình dung không? Còn nếu như mà cái nước em đang sử dụng á, thì có thể là nó khoảng đâu đó 105 độ hoặc là 108 độ. Thì khi nó tới giới hạn 110 độ thì nó sẽ sôi, mà sôi thì nó thành hóa hơi, hơi thì nó bay đây, nó mất nước đó. Thành ra là đó lý do anh tặng em này. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đây, cái bệnh lý thứ hai anh khẳng định xe này bị, và em ở đây anh sẽ tháo trực tiếp cho anh xem. Cái ống thứ hai là nó đi ra từ cái lỗ này, cái lỗ này. Thì cái máy em đang bị hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái nước của em đang sử dụng cái độ ổn định nó không cao. Cái thứ hai là do cái cốt này của em nó bị bào mòn, nó không có ôm cái phốt. Thì cái nhiệt lượng do cái hơi trong bụng máy á, nó sẽ luồn qua cái phốt, nó thổi qua đường nước, vô tình nó làm nhiệt độ nước nó cũng sẽ tăng lên một phần. Và đồng thời là cái này là nguyên nhân gây rò rỉ trong cái phốt, nó sẽ nhiễu ra đây nè. Đó, thì bây giờ mình mở, nếu mình muốn biết á, mình mở cái nắp này ra. Bây giờ mình xả nước, mình mở nắp này ra, mình mở nắp nồi, mình lấy cái cốt này ra. Anh đảm bảo 100% với em cái cốt này hư rồi. À, còn có nhiều bạn trên mạng hay nói nè, cái này nó bị một chút không sao đâu. Thì do các bạn cứ chủ quan đi, các bạn đi tới một cái lúc mà nếu mà các bạn thiếu kinh nghiệm á, các bạn không quan tâm cái phần này, thì khi mà trong này mực nước nó hụt á, thì nó sẽ hút bằng áp lực, nó sẽ hút theo cái ống dưới đáy nè, nó về đây. Mà nếu như trong này không có nước thì mực nước trong này nó bị hụt, lâu ngày động cơ mình sẽ bị sinh nhiệt, quá nhiệt. Quá nhiệt thì nó sẽ làm cho tét ron nè, nó làm cho cái bít tông bị mau mòn nè, nó làm cho cháy xúc bắp nè, nhiều vấn đề lắm ha. Thì giờ em đợi một xíu, bạn kỹ thuật sẽ mở và anh khẳng định đúng lời nói anh luôn. Em là chủ xe, em sẽ thấy chắc chắn cái cốt này của em hư, chắc chắn 100%. Rồi một xíu nữa em coi xong cái em cho anh số cảm nhận. Ok ha. Rồi, ok, cảm ơn em. Ui, có chủ xe đâu, chủ xe đứng ở đây nè để chứng kiến tận mắt rồi. Thử coi phán bệnh ra đúng không. Em bấm em reset rồi ra đi. Rồi em cho nổ khoảng chừng 10-15 phút luôn, cho qua. Thấy không? Mở ra bình thường. Có nhiều bạn mở cái này nó nói bình thường, em đâu có thấy gì đâu, đâu có thấy nhớt đâu. Em thấy không? Đâu có nhớt, rõ ràng em thấy rõ ràng không có nhớt đúng không? Nhưng mà nó xì, nó vẫn lụt. Em đợi một xíu đi. Có bao giờ em để em xem giống lấy khóa 10 mở này không sao? Bốn xúc bắp đó là nó chỉ còn một xúc bắp nó có vấn đề thôi, em hiểu không, là nó đạp ngược rồi. Cho nên kinh nghiệm mình đút cái ngón tay mình vô mình thấy nó cứ đạp ngón tay mình văng lên nhiều, cái dàn hơi nó bất thường. Rồi cái xe này đó em có mở này chưa? Có rồi đúng không? Em mở thời gian em mở cái này cách đây bao lâu rồi? Mới cách đây 1.500 1.500 ha. Em kiểm tra lúc đó em kiểm tra có dơ không? Em quay lại như thế này. Em kiểm tra có dơ không? Ít lắm đúng không? Giờ có em đang rút ra thử ha. Giữ đến có ly tì. Rồi xong ha. Đó, rõ ràng xe nào bị là nó bị, không là nó không à. Qua đây bạn, qua đây rút cái cốt qua đây. Bạn qua đó bạn làm ảo thuật để làm gì? Lấy cái đồ này đi. Qua đây nè. Ông giấu đó là ảo thuật để làm gì? Rồi mở đi. Kỳ nó này tặng cho bạn ta. Để bạn ơi mất dung lượng quá, phá 12 nè. Tốn thời gian anh em coi clip quá. Để như sao? Để tháo tay mới đúng kỹ thuật đó chứ bắn mà đúng kỹ thuật. Nói là tào lao rồi đó. Ơi, cái tào lao được dục cái tiếp thiệt luôn á. Rồi. Em nhìn thấy nè. Thấy dấu hiệu luồn không? Rồi một cái ha. Thấy gì chưa? Phải nó luộn này không? Thấy chưa? Đó. Rồi chưa đâu, chưa rộng đâu. Mở cái này ra em mới thấy nó ghê. Trong này nè. Mở ra đi, mở phốt ra đi, em lấy đồ cảo đi. Lấy cái dẻ lót cái nắp đi. Anh thay cái nắp khác cho em. Nhưng mà không có nghĩa là anh không mở cái này. Anh mở ra cho em coi cái phốt này, tại vì anh cũng không sử dụng được cái phốt này. Em quay ra là không. Nè, em nhìn thấy trong góc không? Cặn nó đóng ở trong này nhiều lắm, em thấy không? Thấy chưa? Thấy trong lỗ không? Đó, đó là cái dấu hiệu mà nó đã bị luồn rồi đó. Rồi. Giờ anh mở để cho em xem. Tại vì các lốc của anh là về là các bạn phải thay phốt mới hết. Anh không có xài lại phốt cũ đâu. Xài lại phốt cũ là vô luôn. Nè, đây nè. Cái bàn thứ hai nè em nói nè, là cái này nè. Khi mà cái áp lực trong này á, nó tăng lên em sẽ nhìn thấy nè. Thường thường cái nắp này nó sẽ có chuẩn là bao nhiêu kPa là đơn vị đo áp suất thì nó sẽ tự động nó đẩy cái van này lên. và nó cho thông từ đây, nó thông tới cái lỗ bình phụ nó xuống đây. Và đây là cái van thứ hai. Cái van này được mở bởi áp suất, còn cái van ở trong cái lồng này được mở bởi nhiệt nung cái van đó để kéo, thì cái van này van áp suất, còn van kia là van hàng nhiệt. Thấy không? Hai cái van khác nhau, nhưng mà trong hệ thống đường nước nó sẽ có hai van. Dừng chiếu không này? Rồi lẹ đi, kệ đi, hang đó cái gì kệ ổng. Mình nói chuyện của mình đi. Đó, tôi nói chuẩn bị đồ đi, rồi quay đi. Không chuẩn bị, để mất thời gian. Đúng là anh lấy cái này rồi, nhưng mà anh sẽ đổi cho em cái nắp khác. Nhưng mà anh muốn mở cho em trực tiếp em coi cái tình trạng nó như thế nào, để em hiểu. Cho nên là tất cả những cái nắp lóc nồi anh mua về á, là anh sẽ đầu tiên là anh sẽ cạo ra anh bỏ hết. Sau đó anh mới tẩy sơn, rồi anh mới gia công xong anh sơn mới hết toàn bộ, làm mới hết. Lấy cái này ra là mình cũng phải dùng cảo, chứ không phải là mình đóng. Ví dụ ở ngoài người ta không có đồ, người ta lấy trung vít á, cái người ta nặng là người ta bấy lên, bẫy nó lên. Còn mình thì mình phải xài cảo để làm chi? Để cái bề mặt này nó không có hư. Và mình vô nó cũng có bảo cảo vô, ra là đã cảo rồi thì không lý do gì vô mà không cảo. Cho nên là cái này là không được đóng. Thành ra là làm nó rất là mất thời gian. Mai mốt mà làm gì tôi mà không chuẩn bị đồ sẵn mà đi kiếm đồ chứ. Rồi tao quýnh mình, tao xin lỗi được không? Xin lỗi dễ quá, đâu có ai phải đi tu đâu. Được chứ Tài, nước nó mở về cho em. Lại đi kiếm đồ nữa. Mình phải làm kỹ như vậy nó không có hư cái bề mặt lóc. Cái này nó lỡ nó hư cái nó chảy ra thành đem tù luôn á. Thấy không? Thấy nó ghê không? Nè, cặn bợn nè. Xe em chứng kiến anh mở trước mặt em nè, em nhìn cặn với bợn nè. Đó, anh sẽ cho em biết nguyên nhân nè. Khi xe mình chạy mà lỡ mình có chạy trời mưa á, đường nước á, hoặc là bản thân khi mình chạy sẽ có gió bụi nó cũng sẽ thổi vô đây, thấy không? Và khi cái này nó quay thì nó cũng có những cái lực hút thổi, thì bụi ở môi trường bên ngoài lâu lâu nó chạy đây. Rồi bên trong này á, bên trong này là nhớt. Nếu mà cái áp lực trong cái máy này nó lớn, tua máy mình nó cao, mà cái phốt nó không kín thì nhớt nó sẽ bị đạp qua bên kia. Rồi cái tua bơm này cũng vậy, cái tua của cái bơm bên đầu bên này nè nó cao, thì cái áp lực trong này khi mà nó chưa mở van nó cũng lớn, thì nó cũng có xác suất nó đạp ngược nước vô trong đây, có nghĩa là cả nhớt cả nước vô đây và gió bụi vô đây. Cho nên cái chỗ này lâu ngày nó tày hoài. Cái cốt này của em nó bị như vậy là còn nhẹ, có những cái cốt mà nó khuyết nó lọt luôn kìa. Cái cốt này là nhẹ đó, tình trạng cái này là không có nặng đâu. Anh gặp nhiều cái là nó khuyết luôn cái mương này luôn, nó khuyết sâu luôn. Đó thì em thấy đây rõ ràng là xe của em đang mở ra em nhìn tình trạng dày, thì có phải là bây giờ mình mở ra thì mình thấy dày, nhưng mà mình không mở thì có phải là nó sẽ tác hại sau này không? Mấy cái nhỏ nhỏ chứ nó rất là nguy hiểm. Cái phốt này là trận bên nhớt này, sẽ mở đi xem. Xe này chưa có nặng đâu, xe này mới có dấu hiệu mới bị thôi, chứ còn mà cái xe nó bị nặng là nó kinh khủng lắm. kỹ lắm. Nhớt ngao rồi bạn đo là ngang 8, 2 ngàn. Nghe nói 1,500 mà mở này ra làm rồi là biết kỹ rồi. Không, chỉ cách về trước 1,500 là tầm 49 ngàn. Là lần mở chúng ta là lúc lần 2. À, nhưng mà cái lần đầu tiên em mở ra nó có bị đóng cái lớp màng không? Không, lớp màng em cũng không có, nhưng mà cặn rất là nhiều. À, lần đầu là cặn rất là nhiều. Là đích thân tự mở ở nhà luôn? Dạ không, em tới tiệm. Tới tiệm? Dạ, mình mở ra rồi quan sát. Là nhờ thợ người ta mở ra, người ta vệ sinh cho mình. Rồi người ta lấy nhiêu tiền công ở ngoài quê? Em cũng nói công cho những đồng dưới 100 mấy, 200 ngàn. Lâu lắm rồi. Nhưng mà khi mà em kêu người ta làm thì người ta có đồng ý làm không? Hay là người ta có? À, vẫn đồng ý làm bình thường không? Mà ở ngoài Quảng Ngãi luôn? Là ở quê hay là em lên thị xã? 115 cũng như là ở thị xã. À, ở thị xã. Chứ ở trong quê mình thì mấy anh em đấy cũng không làm ha. Đó, em nhìn thấy nè, cặn là thấy không? Rõ ràng không? Đó. Ha, thì thành ra là đây là những cái nguyên nhân. Cho nên là mình đi thì mình đó là lý do tại sao nhà sản xuất đó. Họ nói là 50.000 cây là nên bảo dưỡng. Đi một cái xe lâu lâu cái nước này hột 100 đúng không? Nhưng mà thật ra cái nước này nó không có được 100 đâu. Cái nước này em chỉ được 100 trong khoảng bao nhiêu km. Bản thân lát nữa em cần anh sẽ mở manual service của Honda. Anh có app của Honda anh cho em xem. Nó khuyến nghị là bao nhiêu ngàn cây thay buri, bao nhiêu ngàn cây là thay nước, bao nhiêu ngàn thay nhớt, bao nhiêu ngàn thay lọc gió, có hết. Và nó nguyên nhân tại sao phải thay nước luôn. Cái nước này mà khi em chạy rồi nó biến chất rồi là em không có xài được. Em châm nước mới vô thì cái nước mới nó hòa trộn với cái nước cũ, mà nước cũ nó biến chất, em làm còn tình trạng nó còn tệ hơn. Thành thử ra là em phải thay. Chứ còn mình chăm thì trong ví dụ như bây giờ, ví dụ như 5-10 nghìn cây mình chăm thì ok, chứ mà 100-200 ngàn cây mà mình chăm là không, cái chuyện đó không chấp nhận ha. Rồi thì ngày hôm nay sẵn của em đó, anh chia sẻ cái kỹ thuật cho em để em biết, rồi giờ mấy bạn thay cho em. Rồi cảm ơn nghe, thôi lỡ tay giờ không ngại quá nha. Rồi chúc về hành trình may mắn, xong rồi cuối tháng chạy về quê. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình ngày hôm nay. Thì các bạn thấy trực tiếp á, đây là xe của một bạn fan. Bạn đi từ Quảng Ngãi vô, đây, nè, Quảng Ngãi. Đó, Quảng Ngãi vô luôn á. Rồi, xe đi tour luôn, vô đây để thay cái nắp này. Đó thì hiện tại thì cũng không có gì, tặng bạn mấy cái sản phẩm của công ty thôi. Còn hiện tại cũng xin phép mấy anh em fan hâm mộ là mình cái nồi Asus Slipper Clutch á, mình có hàng rồi nhưng mà mình chưa bán các bạn. Tại vì mình bán, bây giờ mình bán một sản phẩm ra mà mình không kiểm soát á, thì sau này cái phiền phức nó sẽ là nằm cho doanh nghiệp của mình. Do là mình là đơn vị trong nước, thành ra là mình phải chấp hành quy định là về thuế má cũng như đăng kiểm, rồi các quy định về an toàn kỹ thuật là mình phải kiểm định hết. Rồi xong rồi mình mới, giống như các bạn đi ăn là phải có chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm gì đó, thì sản phẩm của mình cũng phải đi kiểm tra mấy cái quy trình này. Sau khi nó đạt chất lượng an toàn mình mới bán. Chứ còn thí dụ như bán cho bạn này rồi bạn này gắn cái này mà chạy về Quảng Ngãi, trên đường đi bạn này gặp sự cố gì đó thì rất là phiền cho công ty mình. Cho nên là các bạn thông cảm đợi mình một khoảng thời gian nữa ha. Thì video clip ngày hôm nay chia sẻ về cái đường nước trên cái xe Winner, một cái chia sẻ nhỏ thôi để các bạn fan hâm mộ, các bạn đi xe Winner lưu ý, cũng như là những anh em mà thợ sửa xe mình biết cách mình tư vấn chăm sóc cho khách hàng của mình. Thì mình sẽ dừng lại video clip này ngày hôm nay ở đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh mình xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyện.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.